Chưa, trước khi anh em con tới đây, anh em con có nghe là cộng đoàn ở giáo xứ Bát Trạch rất là dễ thương, họ ở lại tới phút cuối lận. Một tràng pháo tay nữa được không ạ? Xin cảm ơn quý vị, và chính vì sự đặc biệt đấy, giờ đây anh em chúng con cũng muốn dành một món quà đặc biệt dành tặng đến tất cả quý vị. Một bài hát mà đi đâu anh em chúng con cũng được yêu cầu, và ca khúc này được anh em chúng con làm mới lại, xin gửi tặng đến tất cả quý vị. Một sáng tác của Linh Mục Hoàng Diệp, ca khúc được mang tên Kìa Bà Nào. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Âm nhạc lớn giúp em nha. Kìa bà nào hát đau tiếng mê như giang đời. Kìa bà nào hát đau tiếng mê như giang đời. Bà nào đang tiến lên như dạng đông, kìa bà nào đang tiến lên như dạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đạo binh xếp hàng vào chân bà là. Hồng thiêng mộng nhiều như đền vua vinh hiến, như thành thánh xa lem. Bà là ai như hào quang thiên chúa, như mùa xuân không úa, như vì sao mai dạng, như chính cương thiên đàng. Kìa bà nào đang tiến lên như sáng đông, kìa bà nào đang đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đạo binh xếp hàng vào chân bà là ai. Cánh tay quý vị đó, vỗ tay theo bài hát nhé, come on. Những ánh đèn flash đâu ạ? Thì cảm ơn quý vị. Tiến lên như dạng đông, kìa bà nào đang tiến lên như dạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đạo binh xếp hàng vào chân bà là ngọc tuyền dư đầy ơn thiên chúa như nguồn nước vô biên. Bà là ai tay bồng vua thơ bé, tay tràn ơn cứu thế, đấng từ bi nhân hậu hằng tiếp đón lời cầu. Cánh tay quý vị đâu ạ? Kìa bà nào đang tiến lên như dạng đông, kìa bà nào đang tiến lên dạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đạo binh xếp hàng vào chân bà là ai. Kìa bà nào đang tiến lên như dạng đông, kìa bà nào đang Bye.
Xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ.